Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị xúc tiến sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản giữa Khánh Hòa và Ấn Độ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự có ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các lãnh đạo sở, ban ngành cùng các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh. Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các doanh nghiệp Ấn Độ tham dự bằng hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương đã giới thiệu với phía các doanh nghiệp Ấn Độ về tiềm năng xuất khẩu các mặt hàng của doanh nghiệp Khánh Hòa như thủy sản, nông sản, trong đó rong nho và yến sào là hai sản phẩm có uy tín chất lượng, rất có tiềm năng ở thị trường Ấn Độ. Phía Ấn Độ cũng giới thiệu các sản phẩm thịt trâu, ngũ cốc có thế mạnh xuất khẩu sang Việt Nam, đồng thời đưa ra các nhu cầu nhập khẩu để doanh nghiệp Khánh Hòa có nhu cầu xúc tiến ra thị trường Việt Nam và Ấn Độ. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 18 trên toàn cầu và là đối tác thương mại lớn thứ 4 trong ASEAN. Đối với Việt Nam, Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 7, nguồn nhập khẩu lớn thứ 7 và thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 trên toàn cầu. Từ khi hai quốc gia trở thành đối tác toàn diện từ năm 2016, thương mại song phương đã tăng gấp đôi, vượt ngưỡng 10 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022 dự kiến đạt 15 tỷ đô la Mỹ. Hội nghị lần này nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại giữa Khánh Hòa và Ấn Độ, hướng đến tăng cường sự liên kết giữa các đơn vị, tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối, trao đổi thông tin hợp tác, tiêu thụ hàng hóa dịch vụ đẩy mạnh, liên kết đầu tư sản xuất và cung ứng, tiêu thụ hàng hóa, phát triển các sản phẩm đặc trưng, phát huy thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ.